lấy giao diện hệt như trang bán hàng Amazon, thế nhưng trang web này không bán hàng mà lại bán người yêu mới đây. Một trang website có tên Amazon Dating xuất hiện bỗng trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Đây là một trang web có giao diện hệt như trang mua bán hàng hóa nổi tiếng Amazon với hình thức, cách mua hàng, sắp xếp chống hệt bản gốc. Tuy nhiên, khác ở chỗ là thay vì mua bán đồ vật, trang này bán người yêu. Trên giao diện của Amazon Dating, tên gọi, sở thích, giới tính, hình ảnh của từng mặt hàng đều được hiển thị chỉnh chu, thậm chí, phía dưới còn có cả phần đánh giá, chấm điểm và bình luận cho từng người. Có những mặt hàng đang giảm giá, có những mặt hàng thậm chí còn hiển thị cháy hàng hay là best seller. Giao diện của Amazon Dating liên kết cho Last Relationship, mối quan hệ gần đây nhất, sẽ cho bạn nghe ca khúc Toxic của Britney Spears, trong khi đường dẫn Prime Video sẽ chuyển đến Chat Roulette, dịch vụ trò chuyện trực tuyến ghép cặp hai người dùng ngẫu nhiên để họ nói chuyện với nhau qua webcam, được tạo ra bởi đạo diễn, nghệ sĩ ý tưởng An Ia Khắc Ian và nhà sản xuất âm nhạc kim nhà văn Su Ji Shin. Amazon Dating được sinh ra với mong muốn cách mạng hóa việc hẹn hò trực tuyến, đồng thời mang đến những nụ cười cho các vị khách ghé thăm. Video liên quan các mặt hàng được bày bán một cách chuyên nghiệp. Đương nhiên, việc buôn người này chỉ là một trò đùa giữa An Ia, Su Ji và những người bạn. Ban đầu chỉ có bạn bè của họ đăng ký trở thành mặt hàng được bán. Thế nhưng với tính tăng cho người dùng tự rao bán bản thân, hiện tại Amazon Dating đã có khoảng 20.000 mặt hàng. Trong đó, có rất nhiều mặt hàng phong phú từ Sugar Daddy, máy bay cho đến các chàng trai sáu múi, cô gái xinh đẹp. Mặt hàng máy bay chỉ còn 13 chiếc, hãy đặt hàng sớm nhé. Cả nhân vật giả tưởng Cookie cũng bán mình với giá 8 USD, mặt hàng có giá khá cao tại Amazon Dating. Chàng trai sáu múi với giá gần 50 USD không thể thiếu sự xuất hiện của bố đường, một anh chàng đẹp trai khác có giá khá mềm vì đã lớn tuổi. Các cô gái 20 tuổi cũng có giá khá chát, mặt hàng này vẫn còn dù nhìn vô cùng xinh đẹp. Phương Dung, theo thế giới trẻ Let's Blog Ad, Oi.